Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, trong những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã phối hợp với nhiều tổ chức cá nhân triển khai hiệu quả nhiều chương trình từ thiện nhân đạo, trong đó có công tác vận động hỗ trợ xây nhà ở cho các gia đình khó khăn, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Các chương trình phát huy được hiệu quả đã góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Qua quá trình tác nghiệp tại các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, còn nhiều hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở. Điển hình như năm hộ gia đình ông Lùng A Hợp, Lùng A Cơn, Lùng A Tơm, Lùng A Viên, Chia A Hay cũng là dân tộc Mảng ở bản Nậm Tần Xá, xã Ba Tần, huyện Sìn Hồ. Hiện nay các gia đình đang ở nhà tạm, vật liệu gỗ đã xuống cấp, lụp sụp, kinh tế thì khó khăn, không đủ điều kiện để làm nhà ở. Và sau khi trao đổi với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu, công ty VTC đã đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu làm đầu mối phối hợp cùng địa phương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thẩm định các trường hợp đã liên hệ và rất mong muốn ban tổ chức chương trình Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xem xét hỗ trợ các trường hợp tại bản Nậm Tần Xá, xã Ba Tần có điều kiện cải thiện về nhà ở, hỗ trợ địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi vượt qua hơn 10 cây số từ đồn biên phòng Ba Tần, xã Ba Tần, huyện Sìn Hồ, chúng tôi đến thăm gia đình của anh Trìn A Hay, là một trong 5 hộ được thẩm định xây nhà trong đợt này. Chúng tôi không khỏi xót xa khi mà chứng kiến hoàn cảnh sống của gia đình anh. Gọi là nhà, nhưng thực tế đây chỉ là căn lán tạm bợ được dựng lên trên mảnh đất được xã bố trí sắp xếp, chuyển từ khu vực có nguy cơ sạt lở về đây. Toàn bộ nhà đều được làm bằng những tấm ván gỗ đã ọp ẹp, cũ kỹ. Dưới chân nhà đã lộ rõ những cây xà đã sắp gãy đổ. Mái nhà thì lợp bằng tôn đã bị han rỉ. Với những cơn mưa to trong mùa mưa bão như hiện nay, thì căn nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên trong nhà hầu như là không có tài sản nào giá trị. Duy nhất ở góc nhà chỉ có một cái bếp củi dùng để nấu ăn với 3 chiếc bát tô nhựa và 3 cái nồi cũ kỹ, vừa đủ cho 3 thành viên trong gia đình ăn uống. Không có tủ giường, mọi đồ dùng tối thiểu và mọi sinh hoạt của gia đình đều là tạm bợ. Vợ mất từ năm 2010, khi 2 đứa con nhỏ còn chưa biết gọi tên mẹ. Lúc đó đứa lớn vừa tròn 2 tuổi, còn đứa nhỏ vẫn chưa kịp cai sữa mẹ. Từ khi vợ mất, anh Hay cứ vậy nuôi con. Nhà ít đất sản xuất nên cũng bữa đói bữa no. Có phần chậm chạp hơn mọi người, nên với anh Hay, 14 năm qua từ khi vợ mất, anh chỉ mong muốn có đủ ăn cho các con qua ngày. Anh cũng chưa dám một lần suy nghĩ đến việc có căn nhà mới. Gia đình hết sức khó khăn. Vợ tôi mất từ lúc các cháu còn quá nhỏ nên là tôi phải cố gắng từng ngày nuôi các con. Nhà ít đất sản xuất nên là chỉ biết trông chờ vào cây lúa cây ngô thôi. Căn nhà này tôi sửa lại từ năm 2018, từ nhà cũ chuyển đến đây vì nhà cũ ở vùng nguy cơ sạt lở. Hiện nay nhà thì đã bị nghiêng rồi, tôi rất lo sợ. Nhưng mà gia đình khó khăn quá, không có tiền để sửa chữa, rất mong nhà nước giúp đỡ. Nhà anh Hai thì rất là mà vừa con nó là mất thì nhà cửa là có con mà nhà cửa là ít đứt sản xuất xem vùng viên mọi người trong bản cũng thường xuyên về tham gia xem tình hình thế nào nhà của nó thì bây giờ xem nhà nước xem hỗ trợ nhà anh hay. Bản Nậm Tần Xá là một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Ba Tần. Bản có 37 hộ với 173 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mảng. Bản có 100% là hộ nghèo, có khó khăn đặc thù. Quãng đường di chuyển từ đồn biên phòng Ba Tần đến bản Nậm Tần Xá, xã Ba Tần rất khó khăn. Chỉ gần 10 km đường đi, nhưng đoàn chúng tôi đã phải mất tới gần 1 tiếng đồng hồ mới di chuyển được đến. Cung đường thì đất gồ ghề, trơn trượt và xe ô tô chở vật liệu cũng chỉ di chuyển được nửa chặng đường vì một nửa con đường còn lại chỉ đi được bằng xe máy do thiên tai đã làm sạt một phần cây cầu treo. Bà con trong bản dùng ván gỗ để xe máy di chuyển tạm. Được biết nếu được ban tổ chức chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ từ chương trình Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên với số tiền là 50 triệu đồng, thì rất khó khăn để có thể xây dựng được một căn nhà tối thiểu, do các hộ dân đều không có vốn đối ứng. Đánh giá chung là các xã thì bản Tần Xá là 37 hộ, 171 khẩu. Thì
xã đã lập cái danh sách rà soát từ ban đầu rồi. Ban đầu là có nào hộ là đặc biệt nghiêm trọng là xã này đã rà soát đề nghị hậu tân qua tân ở đấy 5 hộ là nào hộ thông gửi cái khoa trước để là sớm cái hoạt cái cộng đồng của xã. Với lại cái nào hộ này rất là đặc biệt, rất là nghèo nhất, rồi nghiêm trọng nhất rồi. Thì xã phối hợp với đồn biên phòng là để xóa để khắc phục được 5 hộ này để làm để là sau 5 hộ là an tâm sản xuất hơn. Từ đầu năm 2023, sau khi triển khai chương trình mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên, ban tổ chức chương trình đã kêu gọi sự ủng hộ từ công đoàn, tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC và cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 phối hợp thực hiện cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Theo đó, chương trình đã vận động được nhiều tổ chức khác đồng hành cùng hỗ trợ truyền thông, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu vận động ủng hộ trong suốt thời gian chương trình triển khai. Trong khi triển khai chương trình, các đơn vị đã nhận được nhiều thông tin đề nghị hỗ trợ người nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó, ban tổ chức chương trình đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị sớm xem xét hỗ trợ các trường hợp tại bản Nậm Tần Xá, xã Ba Tần có điều kiện cải thiện về nhà ở, hỗ trợ địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo. Thực hiện cái chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu, thì hôm nay Hội Chữ thập đỏ với đến khảo sát trực tiếp 5 hộ gia đình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ làm nhà với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng trên một hộ. Thì trên cái quãng đường di chuyển từ xã vào đến bản Nậm Tần Xá mà ở đây là một có 37 hộ với 171 nhân khẩu, thì toàn bộ các hộ đồng bào bà con ở đây là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Trong nhà thì như các anh chị đã vào trực tiếp, các anh chị thấy là trong nhà chả có gì cả, cũng không có cái tích trữ để mà có khả năng đối ứng thêm để làm được cái nhà nó khang trang. Với cái quãng đường mà để di chuyển vật liệu từ ngoài xã vào đến địa bàn bản ấy, thì tôi theo cảm nhận là với số tiền 50 triệu cũng để làm được một ngôi nhà đây mà không huy động được cái sự tham gia của cộng đồng, cấp ủy chính quyền địa phương huy động được cái sự tham gia của cộng đồng và các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ thêm vào để giúp cho bà con được có một ngôi nhà nó ổn định để chống chọi trong các cái đợt mùa mưa lũ trong năm tới, trong năm nay và những năm tiếp theo. Thì tôi nghĩ là với số tiền 50 triệu cũng là một cái thử thách để mà giữa hai bên Đài Truyền thanh Truyền hình tỉnh và Hội Chữ thập đỏ là hai đơn vị phối hợp để thực hiện cái chương trình này cũng là một cái khó khăn để triển khai. Có thể thấy việc cấp bách hỗ trợ xây dựng nhà, mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên, đặc biệt là với những hộ nghèo khó khăn đặc thù như ở đây, có ý nghĩa rất thiết thực. Qua đó góp phần giúp cho các hộ nghèo ở vùng biên giới khắc phục khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chuyên mục kết nối yêu thương tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.